tăng huyết áp ở trẻ em. Chào bạn, nhiều người cho rằng tăng huyết áp chỉ xảy ra ở người lớn tuổi, người già. Tuy nhiên, lứa tuổi trẻ em cũng đang có nhiều ca mắc bệnh không rõ nguyên nhân. Tăng huyết áp ở trẻ em giờ đây trở thành mối lo của rất nhiều bậc làm cha, làm mẹ. Bệnh cần được phát hiện sớm, qua đó có biện pháp xử lý kịp thời, giúp trẻ quay lại với lối sống lành mạnh, giảm gánh lo ở những người trưởng thành. Thế nào là cao huyết áp? Huyết áp là áp lực đẩy máu vào thành động mạch. Bạn có thể hiểu hai chỉ số được ghi nhận khi đo huyết áp là huyết áp tâm thu. Đây là con số cao hơn. Nó đề cập đến áp lực cao nhất bên trong động mạch xảy ra khi tim co bóp và bơm máu cho cơ thể. Huyết áp tâm trương, đây là số thấp hơn. Nó đề cập đến áp suất thấp nhất bên trong động mạch. Nó xảy ra khi tim tư giãn và đầy máu. Ví dụ, nếu huyết áp ở trẻ em là 110/70 mm thủy ngân thì 110 là huyết áp tâm thu và 70 là huyết áp tâm trương. Do đó, huyết áp cao hơn có nghĩa là áp lực máu bên trong động mạch quá cao. Áp lực này có thể gây hại cho động mạch và làm cho tim hoạt động mạnh hơn. Huyết áp tâm thu hoặc tâm trương hoặc cả hai đều có thể cao. Tác nhân ảnh hưởng đến huyết áp. 1. Chỉ số huyết áp thay đổi theo thời gian trong ngày. 2. Huyết áp thường cao hơn sau khi tập thể dục. 3. Cảm xúc giận dữ, sợ hãi hoặc quá vui cũng ảnh hưởng đến chỉ số huyết áp. Những cảm xúc như xấu hổ, ngại ngùng cũng làm cho huyết áp thay đổi. 3. Độ tuổi, cân nặng, chiều cao, giới tính. Chỉ số huyết áp của người trẻ thì thấp hơn so với người già. Người có chiều cao lớn hơn thì cũng thường có huyết áp lớn hơn. Tiếp theo đó là chính là chế độ ăn uống. Thức ăn với hàm lượng nhiều muối, rượu, đồ uống, cà phê có thể làm tăng huyết áp. Chỉ số huyết áp đọc một lần chưa phải là lời khẳng định rằng con bạn có bị cao huyết áp hay không. Để xác định trẻ có bị cao huyết áp, cần kiểm tra trong vài ngày hoặc vài tuần. Khi huyết áp lên cao, rất có thể trẻ đã gặp phải vấn đề về sức khỏe. Nguyên nhân tăng huyết áp ở trẻ em. Trong nhiều trường hợp, cao huyết áp ở trẻ em không rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, có thể là do trẻ đang bị bệnh hoặc những thói quen sinh hoạt hàng ngày chưa thực sự lành mạnh. Lý do thứ hai dẫn đến cao huyết áp ở trẻ em có thể là bệnh thận hoặc bệnh tim. Trẻ đang sử dụng thuốc có tác dụng phụ làm tăng huyết áp. Trẻ bị béo phì có nguy cơ cao huyết áp hơn hẳn các bạn cùng trang lứa. Thói quen thức khuya, tiền sử gia đình có người bị cao huyết áp hoặc mẹ sử dụng chất kích thích và hút thuốc trong quá trình mang thai. Dấu hiệu và triệu chứng. Thông thường, cao huyết áp không gây ra bất kỳ triệu chứng nào. Đây là lý do tại sao nó thường được gọi là kẻ giết người thầm lặng. Những kết luận về bệnh cao huyết áp thường không rõ ràng khi chúng ta chưa kiểm tra sức khỏe. Cao huyết áp được chẩn đoán như thế nào ở trẻ em? Các bác sĩ sẽ chẩn đoán cao huyết áp bằng cách kiểm tra huyết áp của con bạn. Bác sĩ sẽ kiểm tra huyết áp trong vài ngày hoặc vài tuần trước khi đưa ra chẩn đoán. Một số việc cần làm khi có dấu hiệu cho thấy trẻ bị cao huyết áp là xem lại lịch sử sức khỏe của con bạn, bao gồm chế độ ăn uống, tập thể dục, hoạt động và sức khỏe về mặt cảm xúc. Tiếp theo là xem lại lịch sử sức khỏe của cả gia đình. Bên cạnh đó, các chỉ số huyết áp đáng tin cậy được thực hiện tại nhà có thể hữu ích trong việc xác định xem con bạn có bị thực sự cao huyết áp hay không. Phải mất nhiều chỉ số huyết áp để có thể đọc được huyết áp tổng thể chính xác hơn. Các bác sĩ cũng có thể yêu cầu xét nghiệm như xét nghiệm tâm đồ để kiểm tra nhịp tim của con bạn, xét nghiệm máu hoặc xét nghiệm nước tiểu. Điều trị cao huyết áp ở trẻ em. Việc điều trị sẽ duy trì vào các triệu chứng, tuổi tác, sức khỏe chung của trẻ. Nó sẽ phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bệnh như thế nào. Nếu các bác sĩ đã tìm ra nguyên nhân, bệnh sẽ được điều trị. Nếu chưa tìm ra nguyên nhân, việc điều trị bao gồm 1. Chế độ ăn uống lành mạnh cho tim, như sử dụng nhiều các loại rau củ, ngũ cốc nguyên hạt và các sản phẩm từ sữa, ít béo hoặc không béo. Hạn chế lượng muối, giới hạn thực phẩm béo và ngọt.
Các thay đổi lối sống khác có thể bao gồm giảm cân, tập thể dục nhiều hơn, học cách quản lý cảm xúc và căng thẳng, bỏ hút thuốc hoặc tránh xa việc hút thuốc, tránh xa rượu bia. Nhiều trẻ em và thiếu niên có thể giảm huyết áp của mình với những thay đổi trong lối sống, nhưng một số trẻ em phải cần đến thuốc. Bạn có thể làm gì để ngăn ngừa bệnh cao huyết áp nơi con mình? Không phải tất cả huyết áp cao đều có thể ngăn ngừa được, nhưng việc lựa chọn lối sống lành mạnh cho tim có thể làm giảm nguy cơ phát triển bệnh cao huyết áp, giúp con bạn giữ cân nặng khỏe mạnh, ăn uống lành mạnh, hoạt động mỗi ngày, tránh xa việc hút thuốc. Huyết áp được kiểm tra tất cả. Huyết áp nên được kiểm tra ở tất cả trẻ em và thiếu niên trên 3 tuổi mỗi lần kiểm tra sức khỏe. Nếu bị béo phì, dùng thuốc làm tăng huyết áp, bị bệnh thận, tiểu đường hoặc có tiền sử tắc nghẽn động mạch chủ hoặc co thắt. Một điểm cần lưu ý là huyết áp bình thường ở trẻ em phụ thuộc vào giới tính, tuổi tác và chiều cao của trẻ. Trẻ em là lứa tuổi cần được ăn, chơi và phát triển. Nếu không may phát hiện bệnh cao huyết áp sớm, bệnh có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, thể chất và cả tinh thần của trẻ rất nhiều. Hy vọng những chia sẻ của chúng tôi đã giúp bạn giải đáp được thắc mắc tăng huyết áp ở trẻ em. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc điều trị lành bệnh cho mình và người thân, bạn có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline bên dưới hoặc để lại câu hỏi. Netfaco sẽ trực tiếp hỗ trợ giải đáp miễn phí cho bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới góc phải màn hình để nhận được những video khác hữu ích hơn.